Đây, một buổi sáng của anh em là lên được gần như là hết cái dàn hoành ở mái trước rồi các bác ơi. Đây, đứng từ phía trước mình nhìn vào cái căn nhà 5 gian. Đấy, phần hiên này sẽ là hiên thông 5 gian luôn các bác nhé. Mình sẽ có là 5 bộ cửa bức bàn 20 cánh, mỗi một bộ là 4 cánh. Đấy, thì cái căn nhà này thì mình làm tương đối là lề lối. Đấy, cũng không đục chạm quá nhiều, đục chạm ở mức độ cũng cơ bản thôi. À, và cái điểm nhấn và cái những cái phần bên mình chú trọng để phát triển sâu hơn đó chính là về cái dáng lối cấu kiện. Đấy. Nhìn cái dáng lối cấu kiện của bên mình thì mình cũng đang cố gắng hết sức để lấy được những cái dáng lối về những cái độ cong mềm mại nhất có thể để làm sao cho căn nhà nhìn mềm mại uyển chuyển. Đấy là cái quan điểm của bên mình là như thế. Đục ở mức độ ở vừa phải thôi chứ không đục quá nhiều. Đây như các bác nhìn thấy đây. Mai em sẽ lắp vào hai cái bên bức thuận để anh em cùng tiện xem sau khi căn nhà đã hoàn thiện hết. Hôm nay thì là mới lắp dựng được cái bộ khung chính ở đây thôi. Anh em cùng xem chi tiết về căn nhà gỗ lim Nam Phi 5 gian. Đây anh em cùng xem. Đấy, zoom lại một chút để anh em nhìn thấy tổng thể cái vì bức thuận này. Với cái diện tích là căn nhà này là chiều sâu là 8m20 các bác nhé, là bao gồm là chiều sâu của cả cái phần lòng nhà và cả phần hiên. Còn cái bước gian của nó thì gian giữa là 2m95 tim cột, còn các cái gian bên này là 2m91. Phủ bì tường của căn nhà này là 15m40. Cột cái ở đây là cột cái đường kính 33, cao 5m3, khá là cao. Dạ tàu đằng trước của căn nhà này là cao những 2m7 các bạn. Nhà này cao lắm. Như em thấy là với cái căn nhà này thì anh em hoàn toàn có thể thoải mái thể hiện cái không gian sử dụng cũng như là kê những cái vật dụng như là sập gụ, tủ chè, kê thoải mái. Về căn nhà này tính nhất là rất là rộng. Hơn 120m2. Đây chính là cái nách hiên. Nách hiên. Đây, chất liệu gỗ thì toàn bộ bằng gỗ lim xanh đấy các bác nhé. Lim xanh Nam Phi. Và nếu như các bác mà có điều kiện hơn, căn này mà làm bằng lim Lào chẳng hạn, úi trời ơi, thì chấm hết cuộc tình luôn. Như căn này để em tạm tính xem là làm bằng lim Lào, căn này hết khoảng 3 tỷ rưỡi các bác nhé. Còn căn lim xanh Nam Phi này của em thì em hoàn thiện phần gỗ ở đây là 2 tỷ mốt. Sẽ có cái 4 bộ cửa sổ này, cái ván ốp tường hậu ở đằng sau này, chân đá là của em này, cửa bức bàn là của em hết, vách thuận của em hết. Đấy. Thì phần xây dựng và mua ngói thì chủ nhà sẽ phải chi phí thêm. Phần đấy thì hết khoảng hơn 100 triệu nữa. Còn cái phần gỗ của em là 2 tỷ 100 triệu. Những cây cột rất là thẳng. Cột không ôm tâm các bác nhé. Phần khung gọng nhà, bác nhìn cái câu đầu này. Câu đầu to, đấy, bên em làm cái câu đầu nhìn nó rất là lực luôn. Lực lưỡng, khỏe, cái kẻ thì nhìn cũng cong, mềm mại. Đấy, các chi tiết truyền từ dưới lên trên, liền lạc, khớp với nhau. Thì như căn này nhé, hoàn thiện toàn bộ để mà chìa khóa trao tay cho các bác cả phần xây dựng nữa và phần gỗ, thì chắc cái phần xây dựng nền móng rồi là bậc thềm lát nền ngói hết khoảng 600 các bác nhé. 600 với 2 tỷ 1 thành khoảng 2 tỷ 7. Nội thất nữa, sập gụ tủ chè trường kỳ nữa. Đồ thờ rơi khoảng 400 nữa thành khoảng 3 tỷ 1 là tất tần tật luôn. Từ xây, gỗ, ngói, nội thất, hoành phi, câu đối, cửa võng. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Căn này em đang dựng ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đấy. Bên thợ bên em thì là có một cái xưởng sản xuất ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Anh em cùng xem lối nhà rất là bay nhà.
Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Số điện thoại của em là 0963 177 806. Bác xem liên hệ.